các chiến thần của chúng ta kiểm soát được trận chiến, vậy tại sao vẫn còn đánh nhau? Không có gì. Ôi đường. Ta chấp nhận cho các ngươi đầu hàng. Còn ai không? Lần sau nên đánh tình to con đầu tiên. Tiếp theo sẽ đi đâu đi? Đây là nơi cuối cùng trong chính thế giới. Ông đừng ở đây cùng người của mình. Asgard tự lo được. Cảm ơn. Cảm ơn ông. Tôi đã sẵn sàng.